ngắn. Phở bò à? Phở bò đạt à? Bá phở nhà bún bò à? Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Trời ơi, rẻ thế mà không biết nè. Bác phụ học nhà đường sang đây. Phụ à? Phụ chủ nhật. Really nigga. Cái nào cũng hay đi ăn. Tao phớ à? Bún chả. Đấy. Sao lại bác phụ? Bá chủ chủ nhật. Wow. Bá với nó là bán chủ là bún chả. Yeah. Ta. Tôm nấu nước mắm. Cái này khó mà, cái này ta nghĩ được cái câu nào. Cao lên. Ê nhưng mà cho em hỏi cái này là cái gì vậy? Em không nhìn ra luôn ấy. Kẹp tóc á hay là cái gì? Kẹp tóc đúng rồi. À kẹp tóc không, cái kẹp tóc. Cái kẹp ấy. Cái gì? Kẹp. Đây gọi là thôi đập đi anh ơi. Không nhìn được cái kẹp hay là cái gì luôn ấy. Cái này em cũng không hiểu lắm. Kẹp xà mắm cua. Ê! Biết rồi. Tôm hùm nam ngư. Biết rồi. Tôm blueberry. Muốn đậu mắm tôm. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cái này dễ đi. Con gì? Con này nó không biết con gì. Không biết con. Nhưng mà cái này chỉ nói con đấy đúng không? Hả? Hay là nói món? Món. Món dươi. Dươi gì? Dươi nấu trứng. Thôi, tạm chấp nhận. Dươi chín món nhá. Súng với dây chun. Súng với dây chun ra món gì đấy? Chun súng. Súng với dây chun. Chun à? Chun. Súng với dây chun. Súng chun là chun súng à? Món dây chun luộc. Khó. Trời ơi, cái nào biết. Nít sục là súng nịt. Súng muối. Nào, đừng có đọc. Không biết à. Đúng như thế. Thì mình súng chun. Không dám nhắc lên đây rồi. Cái này nha. Này em nói lép một câu nữa này. Cái này thôi, bỏ qua đi. Hiểu kiểu gì? Đấy chưa? Cái gì nhỉ? Bán thun là bún than. Bã hay cả đái. Bún than. Bún than á. Ừ. À, này là cháo chống ngực. Mày bị điên à? Cháo tim. Cháo sườn. Cháo sườn. Trời. Cháo sườn. Đúng rồi. Cháo sườn thế này, nó cháo sườn rồi. Tim trời. Ba chúng mày luôn. Bánh sách. Sách kìa. Bánh sách kìa. Gì có bị kìa. Bánh đây, đây sách đây. Bánh giày. Giày cái gì mà giày? Bánh sổ à? Cái này thì ở đâu cũng có á. Sách bò à? Thôi ông ỉ mẹ á mồm đi. Bánh sổ, số bánh. Số bánh, anh bánh ơi. Sách quy. Quy hoạch. Không biết làm được câu nào luôn à. Bánh sách à. Trời ơi. À. Bánh sách là sách bánh. À, thế rồi. Bánh cuốn. Cuốn hả? Cái gì đấy? Cua. Đúng rồi. Thôi giờ em anh được 10.000 rồi. Đây gì ạ? Bánh mì. Mì đồ đâu đi á? Cái gì mà đen xì á? Bánh mì. Mì cay bảy độ à? Bánh mì với kẹp nhiệt độ với đĩa à? Kỹ thông tin nào. Làm anh ơi. Cái gì đây? Mì cay à? Ôi ơi, bánh nè, đo thân nhiệt nè, đầu đĩa nè,
bánh nhiệt đấy á. Một đĩa bánh nhiệt. Cái này khó mà. À rồi. Bánh than. Bánh mì, cái đây là bánh mì. Bánh mì than tre. Oh no. Bánh mì. À, mì nhiệt đới. Em đánh chết ta bây giờ. Hết ạ. Biết gì không? Bánh, bánh mì sốt vang. Đây này, sốt đây này, 39 độ 5 đây này. Sốt này. Hoa quả dầm. Đúng rồi. Trời ơi. Cái này này càng dễ. Cà, cà tư. 3 2 1 Cà phê. Cà phê gì? Cà phê Trung Nguyên. What the fuck? Trung Nguyên. Cà phê điện tâm. Cà phê không. Cà phê phá. Mà số 29 à. Ê bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Ông vả cho mày một phát bây giờ. Cái gì anh Việt à? Cà phê vẫn không à. Phê không. Phê không. Đà mê đà nê. Đà mê hô. Đà mê nè đồ yô. Cà phê trồn. Hết. Cà phê trứng. Không. Này dễ này. Chịu ạ. Bọn này nó chưa ra. Cái này mà không biết ở đâu à? Cái này là nhìn quen đấy. Okay. Gì này? Lù lù tên này mà không biết luôn. Trang tin. Đây là kem Tràng Tiền. Đúng rồi. Trời ơi. Tràng Tiền hả? Được bạn. Cái này cũng dễ này. Nó mua rìa vật. Nó mua rìa vật. Ui, ta phải hút cân rồi. Là một thằng con trai. Cái này là cháu à? Cháu, cháu trai. Trời ơi. Được bạn. Ôi. Là một thằng con trai. Là lê lê. Thước sốt. Cái này hay, cái này hay ăn lắm này. Hay ăn lắm này. Lòng nướng. Đúng rồi. Chất chưa nước cất anh ơi. Được anh. Cái này là lòng nướng nóng. Hay cái này không biết nữa thôi này. Nem lụi à, nem nem à? Nem gì? Nem 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 rán. Rán. Nem chua. Cái gì? Nem chua làm sao? Nem chua. Nem chua. Nem chua làm sao? Nem chua nướng. Đúng rồi. Mì. Mì Ý. À không phải, không phải, phải. Mì gà. Mì gà Tân Huyền. Sao mày ngu thế hả? Đây. Trời ơi. Mì quảng à? Mì quảng. Anh ơi, thằng này thằng nào? Phở bò Nam Định. Đây gọi là phở cuốn. Đúng rồi. Cuốn hả? À lại con cứng. Thế thì mới phải. Có gì đây con? Nem chua sợ ớt. Nem chua. Ông tần này thì quá rõ lâu. Em nhìn cái này lại nhá. Làm cái gì? Nem. Từ từ em nhìn. Em chưa thấy cái gì ấy. Nem gói đinh lăng à? Ôi không nhìn ra nó mới ở dễ. Nem thính à? Ra đây. Tìm sư. Nem bông. Ô, giò giò mỗ. Nem lụi à? Đúng rồi. Trời ơi. Nem lụi. Nem lụi. Cây nó chết thế này. Anh ơi. Không, không biết thằng này luôn. Trời ơi. Thuốc. Thở. Đúng rồi. Đi dài đây. Tất cả các bạn. Từ từ. Món này là món khó quá. Đi hùng làm khó thật đấy. Cái này là con máy múc mà. Cái này là khôi phục tất cả ảnh trà xóa này. Chiêu.
anh uốn. Múc anh. Bụi xó. Cậu ấm. Cục gì xét à? Xét. Ngồi ngó đi anh ơi. Sợ có thùng rác xong rồi cái máy xong rồi điện thoại. Máy cầu với khôi phục rồi. Máy xúc. Máy xúc à? Xúc phục à? Xúc phục. Hết hết à? Xôi khúc. Xôi khúc. Ai? Xôi khúc. Xôi khúc. Xôi khúc. Xúc khôi. Xúc khôi. Khôi phục cái đấy. À cái này là xương tương này. Trắng nô là nố trăng. Nố trăng. Cháo trắng. Cháo lòng. À không, cái này cũng xương phết đấy. Giấy phao. Cháo giấy. Đây à. Tờ giấy trắng này. Có pháo này. À, pháo. Với từ trắng này. Pháo gì chưa? 3 cái gì rồi? 2 Thôi con. 1 Pháo cái gì chưa? Đúng rồi.